rơi nước mắt nhìn đàn vịt gần 1.500 con đến ngày xuất chuồng bị đau độc. Ngày 21 tháng 5, ông Đỗ Văn Rỉ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xác nhận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gần 1.500 con vịt đang trong giai đoạn xuất chuồng của ông Nguyễn Chính, sinh năm 1973, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, bị chết hàng loạt. Nếu đàn vịt chết không phải do dịch bệnh thì công an vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm đầu độc để xử lý theo quy định của pháp luật, ông Sĩ khẳng định. Theo trình bày của ông Nguyễn Chính, ngày 13 tháng 5, ông lùa đàn vịt khoảng 1.500 con của mình từ cánh đồng về nhốt tại khoảng đất trống bên cạnh bầu nước cách nhà vài trăm mét. Đàn vịt này hơn 2 tháng tuổi đạt từ 2,5 kg trên một con trở lên đã được một thương lái ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đặt mua hẹn ngày 14 tháng 5 lên bắt. Tuy nhiên, vì bạn việc nhà đột xuất, thương lái hẹn lại mấy ngày sau mới lên bắt vịt, nên ông Chính phải nhốt thêm mấy ngày nữa. Trong thời gian này, ông Chính đổ bên cạnh nơi nhốt đàn vịt một đống thức ăn dự trữ. Đến khoảng 8 giờ ngày 15 tháng 5, khi ra thăm đàn vịt, ông Chính chết đứng khi thấy đàn vịt lanh đùng ra chết hàng loạt. Kiểm tra đống thức ăn đổ bên trong vịt, ông Chính phát hiện có những hạt thuốc màu trắng không mùi rải đều trên lớp mặt. Theo ông Chính, đây là một loại thuốc bảo vệ thực vật cực kỳ độc. Kinh nghiệm 12 năm nuôi vịt, tôi có thể khẳng định đàn vịt nhà tôi chết không phải do dịch bệnh. Bởi nếu dịch bệnh có nghiêm trọng cỡ nào thì vịt cũng chỉ chết lai rai chứ không thể chết đồng loạt như thế. Đàn vịt là tài sản của gia đình, giờ chúng chết gần hết, không biết sau này vợ chồng tôi phải xoay sở ra sao để nuôi con ăn học vì không còn vốn để tái sản xuất, ông Chính nói trong nước mắt. Ông Chính cho biết thêm, thời gian gần đây gia đình ông đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ với một người dân địa phương do liên quan đến chuyện chăn thả vịt. Bởi vậy, thủ phạm trong vụ việc đàn vịt nhà ông bỗng dưng lăn đùng ra chết hàng loạt có thể là đối tượng này. Ông Lê Đình Quang, trưởng trạm thú y huyện Tây Sơn cho biết, sau khi mổ khám đàn vịt chết tại nhà ông Chính, cơ quan chức năng không phát hiện có bệnh. Ngoài ra, qua điều tra dịch tễ trong vùng cũng không có dịch bệnh. Nguyên nhân gây vịt chết do bị ngộ độc thực phẩm là rất rõ ràng. Trực quan cho thấy trên ống thức ăn còn lại có rơi vãi những hạt thuốc bảo vệ thực vật cực độc dùng để xử lý đất. Chúng tôi đã chuyển vụ việc sang công an tiếp tục điều tra làm rõ, ông Quang thông tin. Ông Hồ Đức Hiệp, trưởng công an xã Bình Tân xác nhận vụ việc đàn vịt nhà ông Chính chết hàng loạt đang được công an huyện Tây Sơn tiến hành điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, đàn vịt của anh Chính chết do bị bỏ thuốc độc trong đống thức ăn. Hiện ngành chức năng chưa phát hiện được đối tượng gây hại, nhưng công an huyện Tây Sơn đã chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm để truy tìm đối tượng đầu độc đàn vịt của anh Chính, ông Hiệp cho hay. Phụ huynh sẵn sàng chi 100 triệu đồng, chạy trường cho con. Chạy theo quan niệm, đinh, nhâm, quý thì tài, nhiều gia đình chọn những năm này sinh con. Năm 2018, lứa học sinh rồng vàng, sinh năm nhâm thìn, 2012 vào lớp 1, đinh hợi lợn vàng, 2007 vào lớp 6, và quý mùi rơi vàng, 2003 vào lớp 10. Số học sinh thế hệ vàng tăng vọt so với mọi năm, nên ngay từ khi chưa kết thúc năm học này, nhiều phụ huynh đã lo lắng. Tìm mọi cách, chạy trường cho con. Có con sinh năm lợn vàng, chị Mai Trang 35 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay, vì học trái tuyến. Nên sau thời gian 3 tháng tìm hiểu, để chạy trường, chị bày tỏ sự mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng, bởi không lẽ để con thất học. Cho con vào lớp 1, giá nào cũng được. Theo chị Thu Phương, có hộ khẩu ở Hoàng Mai, Hà Nội, chạy trường, lớp, đang là sự kiện nóng thời gian qua. Thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, có con chuẩn bị vào lớp 1. Làm việc ở Cầu Giấy, Hà Nội, chị Phương muốn con học gần đó. Nên sẵn sàng chạy để đạt mục đích. Thông qua người nhà, chị Phương tìm đến phó hiệu trưởng, một trường tiểu học. Do nhất thân, nhì quen, lại lo liệu từ rất sớm, khi bé còn học mầm non, nữ phụ huynh đã xin được cho con học vào lớp 1 của trường mình muốn. Chỉ với phí cảm ơn 5 triệu đồng. Trên nhiều diễn đàn mạng, những trường hợp như của chị Phương, được cho là may mắn. Nhanh nhạy, vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhiều người than trời, vì không thể xin cho con vào trường mình thích. Trong năm rồng vàng bắt đầu đi học. Một phụ huynh khác là chị Phương Thảo kể, vì không có mối quan hệ, nữ phụ huynh phải tìm kiếm sự trợ giúp khắp nơi. Kể cả lên mạng, kêu gọi sự tư vấn của cộng đồng. Cuối cùng, chị nhận báo giá, 1.000 USD, cho suất học tại một trường ở Thanh Xuân,
nhưng cũng chính vào ngôi trường đó, một phụ huynh khác chỉ mất 4 triệu đồng. Theo những người này, giá cho mỗi suất học dao động tùy theo độ hot của trường, quan hệ thân thiết với cửa, và tiềm lực của phụ huynh. Nhiều người không chạy được cho con từ lớp 1. Đành để học một thời gian rồi chi tiền, đặt trước chỗ, để chuyển trường vào năm sau. Một số người khác lại có suất. Sau khi chạy được hộ khẩu, một số phụ huynh khác cho hay, họ sẵn sàng chấp nhận cho con học trái tuyến, vì trường phố. Danh tiếng, chất lượng giảng dạy của giáo viên sẽ tốt hơn trường làng. Lớp 1 quan trọng nhất, đầu có xuôi, đuôi mới lọt. Nên để có môi trường học tập tốt cho con, giá nào tôi cũng chấp nhận, phụ huynh tên Thường nêu quan điểm. Chị Dung, một phụ huynh có con sắp bước vào lớp 1, tiết lộ bảng giá của một số trường hot ở Hà Nội. Theo đó, mức phổ biến là từ 1.000 USD đến hơn 2.000 USD, tùy từng trường. Chạy trường vào lớp 6, vì thi đỗ khó hơn vào đại học. Không chỉ lứa rồng vàng vào lớp 1, cuộc cạnh tranh của thế hệ lợn vàng, sinh năm 2007, vào lớp 6, diễn ra khá căng thẳng. Thậm chí, nhiều phụ huynh nhận định, cuộc đua vào lớp 6 khó hơn cả vào đại học, khi tỷ lệ chọi của một số trường điểm lên đến 7 ăn 1. Nhiều trường tầm trung khác, nhu cầu học vượt quá xa so với chỉ tiêu. Chị Mai Lan, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay. Gia đình cần chuyển nhà đến khu vực Cầu Giấy. Từ 3 tháng trước, chị nhận được tín hiệu học trái tuyến, ở ngôi trường tầm trung. Với giá 50 triệu đồng. Một trường khác nhỏ và ít tiếng tăm hơn, giá 25 triệu đồng. Một số trường khác được đánh giá tốt hơn. Đã hết chỗ từ lâu, dù chưa đến mùa tuyển sinh. Khi được hỏi tại sao chịu mất nhiều tiền, để cho con vào trường công lập. Chị Lan nêu bài toán kinh tế, trường công lập có học phí thấp, con đi học gần nhà. Nếu tính cả tiền lo lót và học phí. Trong 4 năm, gia đình phải chi khoảng 100 triệu đồng. Nếu con học trường dân lập có chất lượng tốt, 4 năm sẽ hết hơn 200 triệu đồng. Vì vậy, nếu có mất đến 50 triệu đồng, mà vào được nơi ưng ý, nữ phụ huynh vẫn sẵn sàng. Tôi đã tìm hiểu và hỏi mấy cửa. Nhưng vẫn chưa nơi nào chắc chắn. Thêm nữa, giá để chuyển hộ khẩu, cũng mất khoảng 25 triệu đồng, chị Lan nói. Chia sẻ với phóng viên. Thầy Nguyễn Đức Minh giáo viên tại Hà Nội cho hay, mỗi mùa tuyển sinh, tình trạng chạy trường, lớp, diễn ra ở nhiều nơi. Một trường chuyên công lập có tiếng ở Hà Nội, với sĩ số, 50 học sinh một lớp, thường sẽ có gần 10% suất ngoại giao. Phần lớn lãnh đạo nhà trường, được cấp trên gọi điện trực tiếp, hay viết thư tay, nhờ giúp đỡ. Thậm chí, không ít trường. Có cả một lớp dành cho ngoại giao. Nếu mua, suất học vào trường hàng đầu, từ 3.000 USD, đến 5.000 USD. Những trường phía dưới cũng có giá 500 USD, đến 1.000 USD. Thầy này cho hay, phần lớn phụ huynh đều qua đầu mối là giáo viên cốt cán của trường. Như hiệu trưởng, hiệu phó. Mỗi năm, họ có một hoặc hai suất học, nên có thể bán lại. Ngoài ra, giáo viên, người làm hành chính, văn phòng, cũng có thể là kênh kết nối giữa phụ huynh và lãnh đạo nhà trường, thầy Minh nói. Ông cũng cho biết, hiệu trưởng, hiệu phó, thường không trực tiếp tham gia mua bán suất học, mà chỉ đứng phía sau đầu mối. Bởi lẽ, nếu làm không khéo, bị phát hiện, họ sẽ mất cả sự nghiệp. Những người có thể giúp xin học, sẽ được phụ huynh các thế hệ truyền tai nhau. Một trường công lập tốt nhất quận, được giao trên mạng, có thể lên đến 3.000 USD, vì qua nhiều cỏ. Nhưng nếu mua từ giáo viên trực tiếp, giá chỉ một nửa, thầy Minh nói. Tiền mất tật mang. Cô Văn Thủy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội cho hay, cứ vào mùa tuyển sinh, nữ giáo viên phải tắt điện thoại di động. Nhiều người tìm đến nhà. Để xin học cho con, cô Dương phải tìm cách tránh và từ chối. Nữ giáo viên cho rằng, văn hóa phong bì đã ăn sâu vào nhiều phụ huynh. Cách nghĩ, đồng tiền đi trước, cùng sự lo lắng quá mức, dẫn đến thực trạng không ít cha mẹ, tiền mất tật mang. Qua đã biếu, phong bì đã nhận, con lại không có chỗ học như mong muốn. Nữ hiệu phó kể lại câu chuyện cách đây vài năm. Cô nhận được bức thư của vị lãnh đạo trong ngành gửi riêng, đề nghị cô Dương giúp đỡ trường hợp này. Năm đó, điểm chuẩn của trường Lương Thế Vinh là 54, học sinh này chỉ đạt 37 điểm. Cô Dương trả lời thẳng thắn với phụ huynh rằng, số điểm đó không thể vào được trường, dù người bảo lãnh là ai. Tôi đã giải thích rõ cho phụ huynh, quan điểm giáo dục, cũng như những bất lợi, nếu con họ được vào trường. Phụ huynh hiểu vấn đề, sau đó họ quay lại đòi bức thư, để xin lại tiền đã đưa cho người nhờ vả. Cô Dương kể lại, nữ hiệu phó cũng cho hay, giáo viên trường Lương Thế Vinh không có suất ngoại giao. Con ruột giáo viên cũng không được nhận thẳng. Thay vào đó,
các cháu được ưu tiên, cộng 2 điểm, trên tổng 100 điểm, năm 2017, 10 điểm trên số 500 điểm tối đa. Năm 2018. Bởi thế, nếu phụ huynh có nghe giáo viên Lương Thế Vinh, mỗi thầy cô có 1-2 suất ngoại giao, thì đó không phải sự thật.